tập sống cho mình với bản tính từ bi, nhìn lên mà học hỏi, đừng bao giờ có tính hơn thua. Gieo nghiệp mà làm chi, rồi phải trăng tay trong một sớm một chiều. Đời là như thế, chúng ta cần phải hiểu. Trên thế gian hiện tại, cuộc sống hèn sang ranh giới rõ ràng.